À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với nhận định thị trường ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022 thì hôm nay thị trường là tiếp tục là cái phiên rung lắc và ở đây nhận định là chúng ta nằm giữa cổ phiếu kim cương nhưng mà hạn chế mua vào cổ phiếu thì đây là một số cái cổ phiếu kim cương thì các anh chị có thể thấy là các cổ phiếu kim cương cũng có những cái sự giảm sút và chúng ta có cái góc nhìn đối với thị trường là chúng ta thận trọng hơn à, thì trước khi đi vào nội dung phân tích rất mong anh chị và các bạn dành một chút thời gian để like và share video đối với những người quan tâm chứng khoán thì đầu tiên với thị trường chung thì các anh chị coi thấy là kể từ cái ngày 17 nhận định cho ngày 18 tháng 3 thì mình cũng chia sẻ là chúng ta quay lại thị trường và đó là một cái nhịp lên thì các anh chị thấy tuy nhiên là hai ba phiên trở đây thì thị trường rung lắc khá là mạnh tuy nhiên là với cái phiên ngày hôm nay thì cái thanh khoản có cái sự giảm, giảm dần đi tức là cái sự sợ hãi cái mức độ đầu cơ của nhà đầu tư cũng có những cái sự giảm sút anh chị nhé à, đối với vn 30 thì hôm nay là một cái phiên mua vào tăng 0,6% Upindex thì vẫn hoạt động trên đường trung bình MA10 và khối lượng thanh khoản giảm và khá là ổn định. Tuy nhiên đấy Index thì hôm nay là thùng MA20. Đấy. Và cái điều đặc biệt là anh chị thấy là cái số lượng cổ phiếu tốt này này. Hôm nay là thấp hơn ngày hôm qua nhé. Và điểm trung bình của các cổ phiếu tốt thì giảm 0,4% và nằm dưới đường MA10. Thì ở đây có thể nhận định rằng là các anh chị sẽ thấy rằng là thị trường trong cái xu hướng lên nhưng mà có cái sự rung lắc anh chị nhé cơ bản là nó sẽ có mang cái tính chất là đi lên nhưng mà yếu và khá, cái tính say quay nó khá là nhiều nó là cao và chúng ta hạn chế mua vào các cổ phiếu nhé thì chúng ta ưu tiên nắm giữ cổ phiếu hơn là mua vào các cổ phiếu thì các anh chị lưu ý này cái chỉ số số lượng cổ phiếu này nó cũng phản ánh khá là rõ nét cho vào những cái giai đoạn mà thị trường nó nở hoa nó giống như kiểu mùa xuân về ấy, thì hoa đua nhau khoe sắc nhưng mà giai đoạn vào cuối mùa xuân đúng không thì rất nhiều loài hoa mà nó cũng sẽ giảm đi cái 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 số lượng hoa thì chúng ta thận trọng hơn nhé duy trì cái tính thận trọng hơn nói chung là nắm giữ các cổ phiếu ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu hơn là việc mua vào đấy thì đây là những cái nhóm ngành mà mạnh ngân thị trường chung thì anh chị có thể tham khảo đây là các cái nhóm ngành mạnh trường chung thì về cơ bản nó vẫn là những cái nhóm ngành của ngày hôm qua anh chị nhé vẫn là bán lẻ bất động sản phần phần mềm bảo hiểm hóa chất à, kim loại màu nông sản ô tô quần áo vận tải biển có cái dòng xây dựng là biến mất khỏi cái danh sách nhóm này này à, thì nói chung là các anh chị nên thận trọng hơn một chút chúng ta ưu tiên nắm giữ cổ phiếu hơn là mua cổ phiếu thì đây là các cái cổ phiếu kim cương các anh chị thấy số lượng các cổ phiếu kim cương có cái sự sụt giảm đúng không mình cũng chia sẻ với các anh chị rồi cái nguyên tắc của chúng ta là mềm đàn rắn buông đúng thì chúng ta sẽ nằm im và gia tăng và sai chúng ta sẽ phải sửa hoặc là cổ phiếu không ổn định thì chúng ta phải sửa thì các anh chị lưu ý là mình luôn luôn phân làm hai nhóm là nhóm cancel dòng tiền và những cái nhóm cancel dòng tiền này thuộc những cái nhóm ngành mạnh là các cổ phiếu kim cương còn nếu không thuộc các cái nhóm ngành mạnh thì nó là các cổ phiếu ok thì các anh chị sẽ ưu tiên nhất nắm giữ các nhóm này thì nhá thì các anh chị có thể dừng lại để các anh chị nhìn các cái cổ phiếu ở đây đây là các cổ phiếu ok ngoài ra các cái cổ phiếu viết đây dòng tiền thì một số cổ phiếu hoạt động ok nó ở đây tuy nhiên các anh chị thấy là thị trường tốt thì nó sẽ nở ra rất là nhiều tuy nhiên thị trường xấu đi thì số lượng cổ phiếu cũng giảm hơn anh chị nhé thì anh chị lưu ý là chúng ta là ưu tiên nắm giữ các cái cổ phiếu kim cương này thôi không nên mua thêm các cổ phiếu <laughs> À, với cái mình, mình cũng chia sẻ với các anh chị á là vào những cái giai đoạn thị trường thì nó sẽ cho chúng ta những cái cơ hội kiếm tiền ví dụ cái như với cái nhịp sóng này này nếu các anh chị mà đánh theo các cái danh mục mình chia sẻ thì gần như các anh chị có được cái lợi nhuận NAV tăng khoảng 30 đến 40 cái giai đoạn này thì nó được khoảng 10 đến 15 anh chị nhé giai đoạn này 10 đến 15 tuy nhiên hai ba phiên ở đây nó rũ và bản thân là mình nắm giữ các cổ phiếu kim cương mình cũng phải chốt lời dần hoặc là thanh lý bớt các cổ phiếu thì thể hiện là chúng ta có những cái sự thận trọng nhất định anh chị nhé hạn chế không mua thêm cổ phiếu còn đương nhiên là thị trường gọi nó rơi được hay không thì khả năng rơi cũng rất là thấp Nhưng mà khả năng đi lên ngay thì nó cũng khá là khó Do vậy là chúng ta hạn chế năm giữ cả cổ phiếu Và nếu nó có những cái nhịp rũ thì nó sẽ là cái cơ hội tiếp theo Trong những cái nhịp chạy chúng ta lại mua vào những cái cổ phiếu mới hoặc dòng cổ phiếu mới anh chị nhé Thì đây là các cổ phiếu kim cương Thì mình sẽ quay trở lại cái đồ thị này để mình sẽ chia sẻ với anh chị, review với các anh chị Những cái cổ phiếu nào không thuộc cái nhóm này thì thường là yếu hơn thì mình sẽ quan tâm hơn với cổ phiếu kim cương hiện nay vẫn ví dụ như là pet vẫn là những cổ phiếu rất là đẹp nắm giữ thôi mình cũng không khuyến nghị mua nữa không chia sẻ mua nữa dgw là cổ phiếu hiện nay cũng rất là đẹp nắm giữ ok mwg ok nắm giữ đang đi lên nvt nvt thì hiện nay có một phiên sàn rồi thì sau những cái phiên mà chạy nước rút rất là mạnh thì anh chị phiên ngày hôm nay các anh chị có thể bán ra cũng được ok nhé OGC thì vẫn ok nhé chạy nước rút rồi nhưng vẫn đang chạy lên khá là tốt vẫn nắm giữ được asm ok các anh chị nắm giữ DG các anh chị nắm giữ Đấy, tới TG này nắm giữ được ok nhá SGS này ok nắm giữ rất là đẹp vẫn đang đi lên FPT ok nhé các anh chị nắm giữ nó cũng đang đi lên nhé Đấy, BIC là những cổ phiếu cũng ok nhé mặc dù chỗ này nền khá là dài đồ thị nó không phải là quá đẹp nhưng mà với những cái sự thanh khoản ở đây thì hoàn toàn nắm giữ nó sẽ có một nhịp chạy rất là ổn BWE ok nhé các anh chị nắm giữ được TDM các anh chị nắm giữ ok nhé GMD thực ra nhiều khá nhiều cổ phiếu cũng gần nền nhưng mình sẽ không chia sẻ mua đi mua nữa bởi vì là có thể nó sẽ có những cái sự rung lắc ở vùng trên cổ phiếu nào chạy nước rút thì nó sẽ khả năng chạy nước rút cao nhưng cổ phiếu nào mà ở vùng trên thì khả năng sẽ có những cái sự rung lắc và có thể sẽ có những cái thiệt hại đối với, đặc biệt là đối với những uh, cổ phiếu mua mới thì có thể sẽ ảnh hưởng bởi T3 cho nên mình sẽ không khuyến nghị mua cổ phiếu BFC là ok này đấy DPL là ok này anh chị nắm giữ này PLP ok nhé Đấy, là ok nhé Ri -E này ok nhé các anh chị ok Đấy, CMX ok các anh chị nằm giữ ok nhé VHC ok này ACL ok này CTF ok này HTG ok này TNG ok nằm giữ Give ok nằm giữ chị nhé PNG này thì khá lòng Nhưng mà nằm giữ ok K D thì nó đang chạy rồi Chạy rất là mạnh, chạy nước rút luôn Viên ok nhé các anh chị nhé các anh chị có thể nắm giữ cổ này cũng rất ok. Phía dưới là các cổ phiếu là ví BV, dụ BV, như PVI, là những cái cổ phiếu mà thuộc cái nhóm ok thì những cổ phiếu này ok là DDG, TNH. Này. Đó thì các anh chị có thể xem. Đấy, DVD DB, này cổ phiếu cũng chạy khá tốt này. Đấy, VPG, BG, VGC này cũng chạy khá là tốt này anh chị nhé. HDA ok này. Đấy. CTR OK này nằm dưới nhé này OK KDM OK SVN OK UDC OK rất nhiều cổ phiếu bên dưới này là OK đấy C4G OK này anh chị nhé PC1 các chị OK nhé PSD OK nhé Đấy, cổ phiếu gì này VA này OK nhé VTO OK nhé CSD -E OK nhé IM thì không đẹp lắm AIB này ok nhé không phải đẹp lắm nhưng ok các anh chị nắm giữ cũng được đó thì các anh chị xem tiếp những cái cổ phiếu ở trong cái này, này, này cái danh sách này, này đó thì đó là các cái chia sẻ và nhận định của mình trong cái thị trường ngày hôm nay giai đoạn thị trường này thì các anh chị mà mua khéo các cổ phiếu thì các anh chị có lợi nhuận AV tăng khoảng 10 10 đến 15 phần trăm còn nếu anh chị mà mua sai thì khả năng các anh chị sẽ không có lợi nhuận ở nhịp này và chúng ta cũng phải thận trọng thì mình cũng chia sẻ với các anh chị nhé thị trường chứng khoán nó là luôn là cái nơi mà thử các anh chị về cái sự dũng cảm về sự kiên nhẫn cũng như là thể thử cái mức độ thành thạo của các anh chị cũng như cái niềm tin của các anh chị các anh chị đừng nghĩ là mua vào mà cổ phiếu nó cứ chạy lên thì không bao giờ có chuyện có đó cho đến khi chúng ta ứng phó được với những cái sự rung lắc cho đến khi chúng ta ứng phó được với những cái diễn biến thay đổi của thị trường mà chúng ta vẫn có một cái lối giao dịch ổn định thì lúc đó chúng ta mới có thể đem lại cái lợi nhuận được thì hy vọng là những cái thông tin chia sẻ phần nào cũng hữu ích cho các anh chị trong hoạt động đầu tư của mình thì các anh chị lưu ý nhé cái các cổ phiếu kim cương này không phải là các cổ phiếu khuyến nghị mua đâu rất nhiều anh chị hỏi là mua nhóm này phải không thì thì không phải nhé nó là những cổ phiếu đẹp nhất nhưng không phải là các cổ phiếu cho điểm mua trong viên, trừ khi nó đang đi lên và trừ khi nó đang gần nền và trừ khi nó thuộc nhóm ngành mạnh đó thì các anh chị đừng quên là sắp cái kênh nhấn nút quả chuông cũng như chia sẻ kênh đối với những người quan tâm chứng khoán để tiếp tục ủng hộ kênh cảm ơn các anh chị